tạo điều kiện và động viên các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn phấn đấu vươn lên trong học tập. Mới đây, đoàn từ thiện thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai phối hợp với xã Mỹ Phú Đông, huyện Thoại Sơn tặng quà cho học sinh khó khăn trên địa bàn xã. Theo đó, đoàn đã trao tặng 200 phần quà gồm tập viết, cặp, mì gói và bánh kẹo. Tổng kinh phí đợt trao quà lần này gần 50 triệu đồng do gia đình bà Nguyễn Ngọc Lệ, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai hỗ trợ. Đây là việc làm thiết thực nhằm tiếp sức cho các em đến trường, là niềm động viên để các em tiếp tục phấn đấu, nỗ lực gặt hái nhiều thành công trong học tập, trở thành người có đức có tài.